Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Đây, tôi đang đứng ở đây là mặt tiền đường Võ Thị Sáu, theo đường tỉnh lộ 44A ngày xưa thuộc thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Đấy, từ đây ra đến biển có chút xíu thôi quý vị, đi bộ ra biển được. Nên là khu này là tập trung rất nhiều nhà nghỉ. Đấy, nhà nghỉ các thứ này, phòng nghỉ kia nữa này, khách sạn các thứ ở khu vực này rất là nhiều quý vị ạ. Thì giới thiệu quý vị đây này, chỗ Bùng Binh đây là Bùng Binh giao giữa đường Võ Thị Sáu với lại đường Nguyễn Chí Thanh quý vị ạ, rất là gần. Đi đoạn ra đây nữa là ra cái khu điều dưỡng đoàn 298 của quân đội ấy. Thì giới thiệu với quý vị một cái căn nhà mới xây đây, đang làm nhà nghỉ ở đây này. Đó, trệt 3 lầu. Thì có diện tích nó là 147m2, chiều ngang này có 4m, trong đó có 100m đất ở. Đó, diện tích xây dựng sàn là 100. Đấy, tổng diện tích sàn thì nó hơn 200m, 300m2. Đây, chúng ta cùng đi vào bên trong nhé. Đây, đây là dưới tầng trệt thì mình có chỗ này là chỗ để đón khách này, lễ tân này. Đó, nhà có thang máy. Đây, có thang máy ở đây. Đó, thang máy. Đây, một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đây. Đó, đây là cầu thang bộ. Dưới này mình sẽ có hai phòng ngủ. Mở đèn. Dạ, đây là mặt. Đây là tủ âm tường. Đây, nhà vệ sinh này. Thì tổng của mình thì có 7 phòng các nhỉ? Hả? Tổng của mình là có 7 phòng. Mấy phòng? Trên 2 lầu ấy. Đây, phòng ngủ thứ hai. Đây là của mình là mới chưa dùng luôn. Máy lạnh chưa lắp. Có tivi rồi. Thì giá đang chào bán cho căn nhà này nó là 7,2 tỷ quý vị nhé. Giờ chúng ta cùng lên lầu 1 coi. Bên dưới có hai phòng đơn. Chỗ này có hai phòng này. Giường lệm mà chưa có. Lệm mà chưa có, giường có thôi. Hai tủ. Đó. Rồi. Rồi chúng ta cùng đi ra phòng phía đầu này. Này thì là phòng 2 giường. Phòng 2 giường đây. Đó. Rồi. Đây mình ra ban công. Đây ban công đây. Chỗ này chưa nhìn được biển nhỉ? Chưa vào. Tại vì cái khu dưới đó là cái khu của quân đội á, 298 á. Vâng. Thành ra là khu vực nó của nó không, mà mình từ dưới đó mình lên trở lên đây, đụng nó mới trở lên. Vâng. Nhưng mà cái đường mình là đường này là đường tránh á, đường tránh á. Ừ. Mấy cái đường to như là đường tránh không. Vâng.
Rồi đây là phòng ngủ phía sau. Thang máy là mình chưa nắp đúng không anh? Đây phòng một giường. Chào bán là 7,2 tỷ. Phía này thì cũng vậy thôi. Nãy qua cái phòng mình em. Rồi. Đây. Tương tự như là mấy phòng kia thôi. Trên lầu 2. Vậy là ở lầu 1 nó có 4 phòng. Lầu 1 4 phòng là trệt có 2 phòng. Đây trên lầu 2 đây. À. Nhưng mà chỗ này mình làm bếp. Đây là phòng bếp phía sau. Trời, mới là mưa tối tạt nữa. Thầy không có máy. Đây là cái phía sau, ban công ở phía sau. Chỗ này mình phơi đồ, ngồi đây cà phê. Đây là đường Nguyễn Tất Thành nha quý vị này. Đấy, đường 36 đấy, đường 36 đấy. Còn đường to đây là đường Hùng, đường Nguyễn Chí Thanh quý vị nhé. Đây là núi à. Núi Minh Đạm đấy, Phước Hải, đi về Phước Hải về phía này. Đó, núi rất đẹp. Ngoài này là lưng tựa núi đây. Đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vào cái phía. Giờ chỗ này thì bếp rồi. Đây là phòng vệ sinh chung ở trên tàu. Qua wow, còn đây là phòng tập thể quý vị ạ. Phòng tập thể này là 3 giường quý vị ạ. 3 giường. Đó. Vậy là một phòng tập thể. Vẫn chưa nhìn thấy biển. Đó, thấy biển đó. Nhưng mà mấy cái cây che là hết rồi. Đó. Thấy Vũng Tàu á. Thấy Vũng Tàu. Thấy cái núi bên Vũng Tàu đó. Rồi, ok. Đây là đường Võ Thị Sáu đó quý vị nhé. Thì sơ bộ cho quý vị biết một căn nhà như vậy. Quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.